Đánh dấu bài là bị không điểm hoặc bị hạ hạnh kiểm. Chết chết chết. Chuyện xui rủi đâu ai muốn bà ơi. Hồi đó chị có bị không hả? Hồi đó thật ra là chị không bị đánh dấu bài, nhưng mà chị nhớ hoài cái lần đó là chị tính là chị sẽ quay bài. Chị mặc áo dài và chị viết hết vào trong này luôn, xong chị để tay vô. Nhưng vô tới phòng thi run quá, biết sao không? Tại tên Châu ABC nọ dễ bị để lên đầu lắm, dễ bị ngồi bàn đầu lắm, đúng y như rằng luôn. Ngày hôm nào mà tính á là tại vì học trong lớp thì mình cao thì mình ngồi bàn cuối, nhưng mà tới cái hôm kiểm tra, là cái hôm đó là kiểm tra, nhưng kiểm tra một tiết hay là kiểm tra 15 phút gì á, là cô cho tất cả các bạn, tức là chị đã tính rồi, chị ngồi bàn cuối thì chị nghĩ chị cũng ổn đi, mặc áo tay dài đồ đi, ok la ha. Xong rồi cái tự nhiên tới lúc đó cô vô, cô cho tất cả đi ra ngoài hết và đọc lại số, đọc lại tên để đi vô cái chỗ ngồi mà cô sẽ chỉ định. Thì chị là chữ trên chữ Châu là chữ C, là bị ngồi ngay đầu luôn rồi đó. Nói đi. Nói gì đi. Hello hai cô. Chuyện xui rủi đâu ai muốn bà ơi. Chị đâu có đi đến Tết, ngày mai chị về rồi. Mà chị về chị có công việc với Sài Gòn. Xong rồi ngày 3 chị lại lên để ngày 4 chị đi từ thiện. Hô hô hô. Tí em đi thi là sao? À chút nữa em đi thi hả? Chúc em may mắn. Chúc em sẽ trúng tủ. Không, cái này là chương trình từ thiện của chị thôi. Tức là ở trong Sen Vàng sẽ có mỗi bạn sẽ đều có một cái làm chương trình Tết Hạnh Phúc, là chương trình từ thiện để giúp người để giúp cho người nghèo nè, hay là những hoàn cảnh khó khăn nè, để có một cái Tết vui hơn, hạnh phúc hơn. Thì với Tết Hạnh Phúc của chị là chị chọn làm ở quê chị là ở Đà Lạt. Chị ơi, hướng nội mà bị kéo đi múa thì sao? Thì em quẩy nội tâm. Em biết quẩy nội tâm không? Em biết có những bà mà hướng nội nhưng rất thích đi club không? Mấy bà sẽ vô rút club và mấy bà quẩy nội tâm. Đung 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 đung. Đó. Đó chị quẩy nội tâm đó em. Quẩy nội tâm. Nãy em thấy clip chị hát nè, trẻ thay quá trời. Chết rồi, mày không được để tay lên nữa. Đà Lạt đợt này lạnh nha. Đà Lạt đợt này hả, buổi tối lên âm 11 độ lận. Hát hay mà quên lời nha. Ủa có biết không, có biết lời bài đó, cho hát bài khác thôi mà chỉ hát bài đó thôi. Hát có một câu một. Ngày ba trường em tổ chức đu Đà Lạt mà em không đi. Ờ chị thấy trên này, tại vì trên Đà Lạt đang là festival nên là rất là nhiều các trường học các bạn tổ chức lên đây chơi mà đẹp lắm. Chị ấy có cả lễ hội khinh khí cầu. À chị muốn đi lễ hội khinh khí cầu á. Ơi chết mất rồi, sao chị không đi ta. Ôi chết rồi. À chị đã nói là chị sẽ đi lễ hội khinh khí cầu, xong bây giờ chị lại ngồi đây chị livestream là nó hết lễ hội khinh khí cầu mất rồi. Quên mất là hôm nay có lễ hội khinh khí cầu. Quên mất hôm nay có lễ hội khinh khí cầu rồi. Chị đẹp tư vấn outfit đi cao đao đi chị. Hay là mình ăn Tết sớm đi em, cao đao mặc áo dài luôn đi.
coi như là mùng 1 Tết Tây, cũng bằng mùng 1 Tết Ta đó. Em mặc áo dài luôn để em lấy luôn cái lì xì của Tết Tây. Xong rồi Tết Ta em mặc áo dài lần nữa, em lấy cái lì xì của Tết Ta. Tính ra cho giờ một tháng em được lì xì 2 lần. Chị đổi tên Ngọc Châu hồi nào vậy? Đổi tên Ngọc Châu hồi nào? Tôi là Quỳnh Châu bà nội, chứ Nguyễn Quỳnh Châu. Hô hô muốn đi từ thiện với chị quá. Chị ơi, chào em đi mạnh tiếng khôi. Chọc tôi nữa. Chị ơn, chưa ăn chưa chưa? Hôm bữa chị bỏ bữa hay sao mà bệnh? Hôm bữa là chị bị, gọi là sao ta, bị xuất huyết dạ dày. Là vì chị bị dạ dày là chị bị xưa giờ rồi, chị bị lâu rồi. Nhưng mà cái đợt vừa rồi là đợt đó là chị quay Miss International Queen nè, rồi xong rồi chị trả tài trợ và mấy cái lịch làm việc nữa, thì chị kiểu cái khoảng 20 ngày liên tục là chị đi làm, xong rồi sáng khuya vậy đó. Xong rồi kiểu mà lúc mà chị tập trung chị làm thì chị sẽ hay không có để ý chuyện ăn uống, chị sẽ quên ăn, thì nó qua bữa cái là chị cũng không ăn luôn. Thì làm cái việc đó xảy ra liên tục thì nó bị dẫn tới tình trạng là cái bao tử chị nó bị yếu. Cái lúc mà chị ăn vô thì nó đói ấy, nó ăn vô thì nó ói ra, thì cứ ăn vô mà nó ói ra hoài thì mình không có sức á. Thì tới hôm đó là nó kiệt sức rồi, nó xỉu, nên là phải vô bệnh viện để truyền nước biển. Truyền nước biển thì nó có hồi sức lại, xong ăn nhẹ 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 lại, thì tới bây giờ mình ăn uống nhẹ 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 lại thì đỡ. Hay là chị về Sài Gòn, ngày mai chị về Sài Gòn nè. Fan meeting của chị. Sorry mọi người. Fan meeting của chị sẽ dự định là sẽ làm vào chắc là qua Tết. Chứ bây giờ Tết tới nơi rồi. Chị không ngờ là Tết nhanh như vậy luôn á mọi người. 22 tháng 1 là Tết rồi đó. Ngày 22 tháng 1 là mùng 1 Tết rồi đó. Thấy ghê chưa? Trời ơi là trời. Tết gì đâu mà lẻo vậy. Ai chị có cái kẹp này là dễ thương. Cái này không phải là kẹp tóc mà là kiểu kẹp để kẹp và kẹp hình á. Xong chị lấy chị kẹp luôn. Nghỉ hè hẳn làm fan meeting. Nghỉ hè là tháng mấy? Tháng 6 hả? Tháng 6 mới làm fan meeting hả? Lúc đó mọi người còn nhớ chị không ta? Tôi sợ tôi làm fan meeting không ai đi. Sẽ bị mọi người ghẻ lạnh nè. Này, tụi em rảnh để đi nữa. Ok. Chị thấy phanh thỏ riêu khung. Chị không biết. Chị thấy mấy hai hai bạn cũng hay đi với nhau. Chị chỉ em cách đứng trước đám đông mà không ngại đi. Em hãy tập ở trước gương á. Chị nghĩ cái vấn đề mà mình hay ngại á là do mình không có biết được là khi mà mình đứng ở trước mặt người ta mình sẽ như thế nào, và cái điều đó làm cho mình lo lắng. Thì em chỉ cần tập ở trước gương và em nói, em nhìn em ở trước gương và em thấy rất là tự tin với cái chuyện đó, em tập đi tập lại, em thấy em đẹp thì em sẽ rất là muốn show cho người ta biết. Chị nghĩ là cái việc mà tập ở trước gương á nó rất là hiệu quả. Dưỡng môi nè mọi người, cho dùng dưỡng môi này nè. Phải biết sao, môi cho khô lắm, cho phải dùng dưỡng môi. Cái này là mặt nạ ngủ môi, nhưng mà chị ở nhà là chị cứ đắp cái này suốt thôi, tại vì môi chị nói chung make up nhiều á, nên là cứ phải. Chị dùng đồ dưỡng da cũng rẻ lắm, thế là chị dùng mấy đồ học sinh đó. Cái chai này chị thấy ok lắm mọi người. Thoa nha, lỗ chân lông nhỏ xíu luôn. Ghê không? Chị thấy chai này ok. Thoa lên một cái ngày hôm sau da nó kiểu căng căng bóng bóng xích lắm. Không phải là căng bóng bóng nữa. Chứ mình thấy da chị hôm sau rất thích sau khi chị xài chai này hoàn đêm.
chị chúc em đạt điểm cao môn, từ từ nha, các mọi người comment từ từ cho đọc ấy. Chị chào, đâu rồi, chị chúc em đạt điểm cao môn toán với anh đi chị, em sợ tạch quá. Flora, chúc Flora sẽ trúng tủ môn toán và anh, chúc Flora sẽ ngồi gần những người bạn tốt. Khi nào chị cưới hả? Trời đất ơi, rất lâu em ơi. Chị chưa có muốn cưới, chị muốn ở với tụi em. Hát thôi, hát tụt view. Hát tụt view. À, ở nhà chị có cái đàn nè, để cho mọi người coi cái đàn ở nhà này. Ở nhà Sài Gòn có một cái đàn, ở nhà Đà Lạt có một cái đàn. Bum. Thấy cái đàn không? Ở đây có nắng xinh quá nè. Nắng lên qua hàng cây sao mình. Na 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 na. Tuấn Bi trần cưới đi dùm cái. Cưới anh Tuấn Bi nha. Lắc người ta cưới, người ta ở nhà chơi với mọi người đang vui thì đang cưới. Còn lâu tôi mới cưới nhờ. Chị có đi học báo Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long không? Chị chưa thấy nữa, chị chưa có thấy trong lịch nên chị cũng không biết nữa. Chắc là có, bên công ty cũng sẽ nói lịch thôi hả? Anh Tuấn Vy cưới đi, tao đi một chỉ hai. Wow, khởi nghiệp thành công vậy. Một cái lợi thế là khi mà các bạn ở trong nhà Sen Vàng thì cưới sẽ được rất là nhiều tiền. Các anh chị gọi là staff của Sen Vàng rất giàu. Đơn cử như là anh Tuấn Vy, một trong những người mà đứng sau sự thành công của rất nhiều show diễn của Sen Vàng nha các bạn. Anh ấy rất giàu, các bạn cứ đi vào sân khấu các bạn hỏi anh Tuấn Vy giàu lắm. Là cái anh nói nha, là hồi đó Châu Thi, lần Châu nhớ hoài cái ấn tượng mà lần đó là Châu Thi gì đó ta, Miss Ren, mà lúc mà tập mà trang phục dân tộc á, trang quốc phục á, xong rồi cái trời ơi, cái bộ của Châu nặng chứ, bộ làm như muốn đi là đi vậy. Đi, đúng rồi, tới giờ rồi, đi anh Tuấn Vy. Xong Châu quay sang Châu diễn mà Châu nghĩ trong đầu, anh ngon anh đi. Không ngờ sau này vô công ty là giàu luôn. Vậy còn Quỳnh Châu với anh Tân riêu không? Anh Tân là của tụi em rồi. Quỳnh Châu cái gì? Chị đã từng đóng trong môn kiểu làm dâu đúng không ạ? Đúng rồi, chị là Hoàng My trong môn kiểu làm dâu nè. Em hát hay lắm Châu, chị rất thích. Em cảm ơn chị Thanh Thanh. Thì em rảnh rảnh em sẽ hát một chút. Em cũng thích hát. Hát cho vui. À, Thảo mà đặt tên đàn ông hả? Thảo đặt tên đàn ông sẽ tên là Thảo hả? À, biết ông thương không? Thảo biết ông thương không? Mai Phương rất là dễ thương. Mai Phương rất là dễ thương, năng động. Trong Blackpink, thật sự ra Blackpink nha, là chị cũng gọi là không có thể nào lựa được một ai mà mình gọi là không bỏ được ai. Ai cũng có cái cá tính riêng và rất là dễ thương. Thì chị là chị khá thích cái kiểu của Rosé. Tại vì Rose kiểu nhìn rất là sang chảnh, tiểu thư. Và Jenny thì kiểu lạnh lùng nhưng mà nhìn rất là kiểu đẹp á. Lisa thì quá đẹp rồi, quá là nhiều năng lượng. Chị thích cái năng lượng của Lisa lắm. Jisoo là một đúng vai là một người chị luôn á, rất là kiểu điềm đạm mà rất là ngọt ngào. Coi mấy cái show thực tế của Blackpink á, thấy cái cách mà Jisoo làm gọi là cư xử với các người em nhìn rất là ngọt ngào, rất là dễ thương. Nói chung là rất thích. Học tốt môn lý thì nên thi vô trường nào ạ? Học tốt môn lý thì nên thi vào trường Bách Khoa.
2023 chúc bà sẽ có nhiều điều tốt hơn nha, cố gắng 200% nha bà. Đồng ý, tôi sẽ luôn cố gắng. Tốt lý đi Bách Khoa chứ còn gì. Đúng rồi. Trời ơi, hồi xưa chị luôn thấy nha, những ai học Bách Khoa là quái vật. Chị rất là ngu lý. Cái này không giấu được luôn, chị rất là ngu lý luôn. Từ hồi mà lớp 10, cái gì mà da tóc, rồi cái gì mà gì đó, cái gì đó, à cái gì đó, ba cái ký hiệu của vật lý, là chị cảm thấy là cuộc đời của chị và cuộc đời của bạn Lý là không bao giờ liên quan tới nhau nha. Chị nghĩ chị sẽ không bao giờ cưới chồng tên Lý luôn. Chị ghét Lý tới cái mức đó. Chị ghét mà chị căm thù. Mà chị thấy ai mà giỏi Lý thì chị cảm giác là người ta là quái vật á. Người ta không thể nào là con người với cái việc mà giỏi được cái môn đó. Trời ơi, cái môn gì đâu mà nó khó, mà nó, trời ơi, nó không liên quan tới cuộc đời. Chị sợ, chị ghét. Mà chị cảm giác là chị, trời ơi, thiệt luôn á, không lẽ mà chị ghét tới mức mà sau này chồng chị tên Lý chứ, chị ghét lắm, chị thề sẽ không bao giờ. Nghĩ sao? Nên là chị rất là sợ khối A. Chị rất là sợ khối A. Và lúc đó thì chị thấy là chị thích văn và anh thì chị sẽ học khối D. Nhưng mà lúc đó mình thi là mình phải, lúc năm chị thi, chị không biết là năm các bạn sau này làm sao. Năm chị thi là mình sẽ được lựa hai khối để thi. Thì khối D là khối mình chắc chắn mình sẽ thi rồi. Tại vì văn sử địa này nọ thì thật sự là cũng không có nhiều cái trường mà chị muốn học. Nên là thi khối D. Và phải chọn một khối còn lại để thi. Thì không thể nào là toán lý hóa, never nha, không bao giờ có mặt Châu ở khu vực khối A nha, không bao giờ đi thi khối A mà gặp Châu đâu. Xong rồi lý với hóa là chị ghét lắm, chị ghét điên lên. Mà hóa là chị còn đỡ đỡ, tại vì chị còn hiểu một chút xíu. Nhưng mà lý là chị, chị nói thôi mà chị còn nổi da gà nè. Xong rồi tính gì ta, cái tới lúc mà mình thi thì mình năm đó chị phải chọn hai khối để thi. Thì chị ngậm ngùi, chị phải chọn khối A1. Tại vì năm đó chị thi có khối A1. Không biết giờ tụi em còn khối A1 không. Khối A1 là toán, lý và anh. Tại sao vẫn phải có lý trong cuộc đời chị vậy? Năm đó là năm đầu tiên mà có thêm cái khối đó luôn. Năm của chị thi á. Tức là mỗi năm là chị có toán, lý, hóa, văn, sử, địa, toán, văn, anh. A, B, C, D. Hóa. B là khối gì nhỉ? B là hóa sinh hóa với cái gì á. Ủa khối B là thí gì mọi người quên nè. Khối B là thí gì á. Thì toán hóa sinh đúng không? Toán hóa sinh. Đó thì nói chung là những cái đó nó không liên quan tới cuộc đời chị rồi. Xong cái chị bắt buộc chị phải chọn khối A1, là năm đó là năm đầu tiên nó thử nghiệm thi khối A1, hay là chị phải thi khối A1 và khối D. Trời ơi, tới cái ngày mà chị thi toán lý hóa, toán lý anh đó em, nó như địa ngục cho cuộc đời chị. Tại vì chị không thể nào bây giờ, tại vì nếu mà một môn mà em dưới, hình như là em dưới một điểm hay sao á, là em bị gọi là bị treo hay bị gì á, tức là sẽ không được quyền. Mà nếu mà em để cái môn nó dưới một điểm thì hai cái môn còn lại mà em có 10 điểm thì cũng không được xét điểm luôn. Thế là chị buộc chị phải học, tại vì chị sợ chị một điểm lý em. Chị rất sợ. Chị sợ lắm. Xong cuối cùng lúc đó học chị, nhưng mà chị nhớ hoài luôn. Chị thi cái khối đó giống như chị để thi phụ thôi. Tại vì chị phải chắc chắn là chị đậu, là chị phải chắc chắn 1000% là chị ôn, là chị phải chắc cái khối D rồi. Còn cái khối A1 là giống như là kiểu như topping thêm vô thôi, để mà lỡ mà gọi là lọt sàn xuống ni á. Nhưng mà chắc chắn là mình phải tập trung cho cái khối D. Nhưng mà cái khối D là cái khối quan trọng mà chị tập trung thì chị không lo nhiều bằng cái A1. Cái A1 là cái lý á, tại vì chị sợ chị bị treo. Trời ơi, chị sợ lắm luôn. Em cực ghét môn hóa luôn. Thầy em tên Lý nè. Ô xin lỗi thầy.